Quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Một cái vườn trái cây siêu đẹp luôn. Ui trời, mang cục. Nằm vị trí là gần trung tâm xã Lộc Thái. Gần quán là cây dâu. Đang hot hit như Lộc Thái luôn nha. Một cái vị trí đắc địa. Thì ở đây của mình là có được là diện tích là ngang là 35 sâu 47. Trong đó có 10 mét hiển thị mặt đường. Cộng 100 thổ cư. Giá vô cùng thân thiết luôn. Chỉ có 7 ít thôi. Chôm chôm nè. Đây. Trái cây. Đặc biệt là đằng sau là view suối luôn nha. Nhà dân ở cực kỳ đông luôn. Đây vườn trái cây to đùng. Đất bằng trang. Đó. Để mà trồng được cây chôm chôm này với cái măng cục này mà lên cái tuổi này là cũng lâu lắm ha. Quá đẹp luôn. Giá chỉ có 7 ít thôi cô chú anh chị. Diện tích là ngang là 35, sâu là 47. Ha. Có cây ăn trái, có giếng nước, đất bằng phẳng, điện nước đầy đủ. Đằng sau là view suối luôn nha. Đây măng cục tươi đẹp rồi. Quá trời đẹp luôn. Giá chỉ có 7 ít thôi. 100 thổ cư, 10 mét thiên thị mặt đường. Đây đằng sau là view suối nè, đẹp lắm. Đây sau là suối tre rồi mát. Quá đẹp thơ mộng. Đó, nhà dân xung quanh hết nha. Phía sau là nhà dân hết luôn. Đất mình bằng trang luôn. Đây suối yên tĩnh mát mẻ. Đó, phía sau đất của mình nha. Đằng sau là nhà dân hết nha. Đó, chỗ này ngày trước là cái ao này của chú anh chị ha. Giờ mình vét ao rồi lại các kiểu là được. Ok ha, nhà dân phía sau nè. Nhà to cao bự không. Rồi mọi nhu cầu liên hệ em nha. 0974 872 503. Sở hữu ngay 7x. Xin chào của chú chị.